Anh Cường tối ngày quán cháo chảo. Đó. Để em tới ba mà không rớt tao đi à. Dạ anh à. Ê, để em xuống em hứng. Em xuống. Đó rồi em ơi. Đây các bạn, Cường bắn rớt cháo chảo nữa nè. Này chảo đồ trắng nha. À. Bay cái nắp đầu luôn Cường. Ok. Cảm ơn em. Con này dưới quê em người ta cũng nuôi á. Dạ nó cho anh. Chân rồi. Bắn trúng rồi đó. Dí anh Cường ơi. Nó trúng chân rồi. Coi trúng như hai ta. Rớt rồi hả? Đang leo à. Trúng chân hay trúng bụng gì nói rồi đó. Đen gì? À, sâu đá. Hả? Không phải sâu đá. Con này có gì lạ lắm bắn anh Cường. Lạ ghê á. Vừa phát hiện ra một con sáo đá hả? Mày. Lêu lêu luôn á. Ai luôn. Thấy không? Con gì nhiều á? Chúng tôi gọi đó là chất. Ôi, chim sâu mà. Phải phe đi chứ. Ôi, đừng có phe với con chim này. Chim sâu nó còn nhiều hơn chim kia đó. Bèo đó, về rồi đó, một bèo luôn á. Trời ơi, anh Đặng ơi, rớt rồi. Đây nè, một con nha các bạn. Luôn kiếm coi chứ hết thấy à. Hết thấy à. Nó rớt thẳng mà. Nó treo lồng hồng này nè. Cái em vô nó rớt xuống. Nè. Lông nó nè. Cái cánh. Ồ chạy tuốt ngoài luôn hả? Gãy cánh đúng không? Đằng mới đục mà mình khoe kẻ. Ok. Trời, nó từ quầy nhỏ mấy luôn. Con này hơi bị bự á, đừng có đùa. Cục thịt to như to như con cua vằn luôn á. Mùa này mùa trái cây nè, nó mực ghê. Quá bự quá lâu quá hả? Hả? Hình như nó luôn chứ. Cây này cái mình đi lại nó bay lên kia. Bự lắm, vui rồi. Ơi ơi, đùa. Đừng làm thế. Đấy, trả cho nó viên nữa đi. Tao đang viên ơi. Đâu rồi? Đây này. Nó bay được á, Chặt đi ba, nó lại nổi mất bây giờ. Không lỗi nữa đâu. Em vẫn chí mạng mà. Đâu? Ê, chạy ở bên kia kìa. Quấn cánh nó lại cái đi. Trời má ơi, còn chạy nữa. Nè. Giữ nó đi. Để sao cởi áo ra nuôi vậy? Bắn ngay ngực luôn rồi. Trời ơi, con chỉ cho bạn. Đó. Thấy chưa? Rồi, má ức to vậy, con này ừ. Con khác. Trời má nó nhảy điếm à. Ê, to thế. Ừ, nó mập lắm. Này con sâu đá. Đây. Vô. Con nghe giật mình luôn. Sao đá nha các bạn. Bắn ngay diều rất liền luôn. Kìa anh Cường. Con nó rất giật cả mình nghe luôn. Kìa bắn con đó đi. Con nào? Con trên cây đó. Ừ, con gì to vậy? Ê, cây này có trái chín. Cứ đứng đây. Cứ đứng đây đi. Chiều nay anh em lại bội thu thôi. Sao đá nào các bạn? Cái dây này các bạn.
Thôi đừng có quay về anh Cường, anh Cường xấu ồn. Em mới cứt chó, ở đây có cứt chó. Không chuột phát nào nhá. Mẹ mày. Trúng cành cây. Trời ơi nó bay một bay. Nó trúng cành cây. Ê, ui, ui, đi, con tu, trời ơi. Đó, tao nãy giờ có cây chín rồi nó bay về mà. Trời ơi, con tu nó đứng chở nãy giờ mà nó không bay đó. Một con. Làm nhiều em con rơi. Trời ơi, nó về quá trời luôn các bạn. Khó thấy quá. Đâu để em kiếm quá. Cho con chào chào nha các bạn. Ngoài đây nè ông ơi. Đây rồi. Đây nha các bạn. Một con chào chào nữa nè. Ủi cây này nó chín chào chào về nhiều ghê á. Nhanh nào. Im. Đó. Không thấy. Đó. Có thấy quá. Đây đây con này thấy. Ok. Đó xuống rồi. Đó xuống rồi. Nhặt luôn đi không mất á. Em không biết nó đứng đâu mà nhặt đây. Bám 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 đang bám. Đấy. Thấy chưa anh Đặng? Bắn cho rớt đi, nó đang bám kìa. Đấy, như bắn con này rớt kia rồi đó. Bên đây cái gì rớt? Ừ, mấy cái lộn đâu rớt rồi. Không, bên đây rớt cái gì mạnh lắm nè. Đó, chụp bên Đặng, chụp 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 chụp. Ở xung quanh anh chưa? Thế vậy là con hồi nãy em bắn nó cũng nằm trên cây luôn anh Cường. Chưa rớt đâu. Rớt rồi chứ. Im. Chắc cái cành đó anh Đào. Đây con này Peter vừa bắn các bạn. Trúng đầu chắc luôn. Tại em thấy nó rớt. Anh em mình bắn chao chảo ở đây các bạn. Bắn chao chảo trên cái cây này nó có chai chín. Sao anh? Rất là lạ nha. Ba con này nó vàng. Màu nó khác. Hai con đó hai con đầu trắng đấy. Ừ, đầu trắng, ừ, ba con này đầu đầu mình vàng. Đây là đầu trắng với loại đảo miền Tây. Cái đảo sầm lông. Hồi nãy giờ anh tục tiếng là tục tiếng của cái con màu vàng á. Có tàu tảo sầm lông nữa hả? Con lồng gì mới bay vô kìa. Con lồng. Anh rồi đúng đó đó đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Đây đây đây. Thấy không? Rồi này không rớt. Con nào nó phải mạnh dạn giống con này nè. Một con nữa nha các bạn. Nó phải bay ra mạnh dạn giống con này nè. Chứ núp cành khó bắn. Peter nó mới làm được thêm một con nữa đây các bạn. Mình làm một rổ cho mình về. Con nữa nè. Đu nhảy kìa. Góc rồi anh Đặng. Sao mạnh có đây này. À. Chưa có đít lên kìa. À, ui, trời ơi, gãy cái cành nó đứng kìa. Má ơi.